Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông hướng dẫn một phụ nữ tập xe máy. Tuy nhiên trong lúc điều khiển chiếc xe, người phụ nữ đã mất kiểm soát, không làm chủ được tốc độ, dẫn đến lao thẳng vào cổng trường học. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 16 tháng 7, bà DTN sinh năm 1968, trú tại xã Hoàng Hà, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, điều khiển xe máy chở theo anh B, sinh năm 1974, trú thị trấn Quán Lào. Quá trình di chuyển, bà N đã mất kiểm soát, khiến chiếc xe lao thẳng vào cổng trường trung học phổ thông Yên Định 1. Vụ việc khiến người phụ nữ bất tỉnh tại chỗ, người đàn ông bị thương không thể đứng dậy. Theo người dân trong khu vực, thời điểm xảy ra tai nạn cả hai không đội mũ bảo hiểm, anh B em rể của bà N ngồi sau hướng dẫn bà N tập đi xe máy. Khi đi qua khu vực giao cắt, bà N đã mất bình tĩnh, không kiểm soát được tốc độ, dẫn đến mất lái lao thẳng vào cổng trường học. Ngay khi sự việc xảy ra, những người có mặt đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng bà N đã tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng huyện Yên Định đã có mặt tại hiện trường, trích xuất camera trong khu vực để điều tra làm rõ vụ việc.